Alo, xong trận này thôi. Baby Max C, còn bên đầu bạn là gì đây? Max Johnson, trận bản lề của C đấu thứ tư. À, một kèo đấu mà anh Hải Sẹo đã all in. Chúc mừng anh. Thôi thế là tím lên cho Hải Sẹo. Vâng, như vậy là vâng, thú mắc lọc gặp phải Sam đến từ Hải Sẹo. Thú mắc lọc gặp phải Sam. Cuộc tình rồi đúng rồi sai. Vâng, thằng ăn bạt tai vẫn là Hải Sẹo. Lại tiếp tục đến từ Hải Sẹo. Thêm một pha bóp bát họ nữa. À quên, đang bình đế chế bây giờ. Cứ quay sang Hải Sẹo. Hộ thân. Bên đang đế chế với Hải Sẹo. Voi đứng rất gần nhà rồi nha Maxe. Đấy, tôi cần những con voi gần như thế này. Đấy, cần những đàn voi gần như thế này để đảm bảo cái công tác nghĩa là cơ cấu thịt nó được ổn định và dân không bị chết. Vài 22 dân kích 930 đến từ bi. 22 dân kích 935. Mà cũng cái thao tác như thế này, cũng cái con người nó cùng hệ như thế này, mà tại sao Hải Sẹo đang chỉ là một thần đồng, một nhân tố trẻ, một viên ngọc thô, và thằng Vi đó là một ngôi sao sáng. Thao tác cũng giống nghi nhau luôn. Đấy, cái tạng người trông cũng giống nhau, hai ông đều 36 cân. Hai hai dân kích 930 đúng theo cái yêu cầu chiến thuật của tôi. Kích sớm qua đội bạn sợ. Kích vừa vừa thế thì còn được. Con voi thứ ba. Đó, chết rất gọn gàng và sạch sẽ. Chết không để máu lênh láng ra sàn. Con thứ tư. Con này thì chọn cho mình một cái chết đẳng cấp. Cách xa nhà chính một móng be. Thấy tí bảo là báo về là tí không lên được đời. Cũng được. Và tính toán của tôi là 935 thì như vậy là chính xác. Anh em cho tôi một tràng vỗ tay. Một tràng vỗ tay. Đấy, theo lấy đến lời của vô thường với chip boy.
kích đấy. Một thiên tài về toán học như tôi cũng hiểu sao phải ngồi đi mình lại đề chế. Sau này có lẽ tôi sẽ chuyển sang học viện Hàn Lâm của Đức, sang đấy để nghiên cứu. Ủa tí ra kinh dân muộn. Tay ai sẹo báo về kích 12 rồi nhớ tí. Chào đó, Bi đã chọc chéo và gặp luôn Hồng Anh. Xúc. Hồng Anh khá bất ngờ khi bắt đầu sinh ra đã bị xúc rồi. Bi cố quấn tròn cho mình cái ruộng được khoảng 7 cái. Đây là một năm rồi. Thực ra Bi vẫn chém đúng cánh. Ô gặp Bi ơi, chém em gặp. Thôi, tỉnh dậy Thường ơi. Tỉnh dậy anh ơi. Thôi dậy đi. Thôi, Thường ơi. Anh sống thì sạch cửa, sạch nhà. Mà khi anh đứt thì lông gà nó rụng đầy sân. Thường ơi, tỉnh dậy đi. Nhà ở 9 giờ mà sao anh lại sang 3 giờ ăn quả? Thôi, lấy lịch trích ngang. Vô Thường trích ngày mùng 2 tháng 9 năm 1991 ở Nghệ An. Người ta tưởng đấy là ngày quốc khánh, thực tế là cái ngày đấy là ngày hãm nhất trong cuộc đời của Thường. Hỏng Thường rồi, thế này thì vỡ hết chày của Thường ra. Làm cái lễ hạ chày nó đẹp như tranh vẽ, bức tranh vẽ vậy. Hai y đều B. Tự cân đôi nếu tí cảm thấy mình chưa đủ trình độ để thi đấu ở trong đấu trường này. Vì cân đôi mẫu một trận tí nhìn. Cần mẫu thôi đấy. Bia có thể làm ơn vất họ hai con y trong bên này các em phải chống việc bị công ca. Thì giò ca giò quẹt họ cái. Ở nhà có lo vẽ ruộng nhiều gì. Ruộng nhiều gạo thóc ra có ăn thôi. Toàn bán cho các ăn hộ thôi. Sao Thường khó ngủ thật. Ăn tranh thủ ngủ khẩn trương học bình thường. Gọi em coi là chính. Một con cu rò nó có thể đuổi cho Thường chạy. Chiếc lá rơi cũng có thể làm cho Thường hoảng sợ. Đơn về bờ dành cho vô Thường. Về gấp bờ. Anh em phải hết sức cảm thông trong cái môi trường như thế này. Tôi ca cẩu rồi, tôi bảo rằng là... Tôi xin con ca nhé, à tôi xin con y nhưng Bi không cho. Bi bảo tự cân đôi được. Cân mẫu cho tí để nhìn một trận. Cân mẫu đúng một trận. Màn hình máy của Bi xem những người cân mẫu như này thì lúc nào đảm bảo hơn. Tí cũng đến giờ tháo cống rồi. Đen BM ra mà chạy thôi chứ còn gì nữa. Bi thì cũng vậy. Bi cũng lao ra chết chứ. Rất đẳng cấp. Hết phanh ruộng. Bi
Bác bà Kura ra đây bắn họ bì được rồi. Đứng ở giữa nhảy chính cho bì. Dùng một nam vô thường thủ rất đông đông ca. Rất rất đông ca. Đấy tầm 6-7 của Kura đứng đây là được. Đấy, bì tự đề bị xiên. Bì ra đốt hết nhảy của nó đi bì ơi. Bung lụa tan nát lên mấy nhà y để ra cầu rất là cầu. Tham cân và thường cho bánh xe. Thôi thì gia đình đang tung đói, xin cảm ơn sự tài trợ đến từ anh Hoàng Phi Thường đến từ Nghệ An với cơ số chục quân dân. Gõ tí đang có 4 lít. Đấy. Hai người bên mình đang phối với nhau để ra sản phẩm. Các bạn vẫn đánh vì cái gì? Tí về đây rỉa hết bên ca đi. Có tay mà. Mình được người có tay. Bắt đầu bây giờ bạn không lên đời. Không lên được đời. Thì bên mình tranh thủ vào xiên sỏ. Tiếp tục là dân của Hồng Anh. Che mắt xe đuổi, ông anh vẫn cố tình chạy. Chạy trong vô vọng, chạy trong chờ đợi. Yes. Chạy để biết mình đứng ở đâu. Đó, tí thì chỉ có ăn mà đứng ở nhà kê thôi. Mày chỉ có ăn mà trong nhà thôi tí à, mày không phải đi đâu cả. Cứ ăn trong nhà, quét sân, rửa bát, giặt quần áo, hết. Việc đi đâm chọc, việc đi đông xong nó vào đây. Đấy, Y và K Bi đi trước, tiền xe hậu pháo. Bi tiến lên trước đi. Tiến lên. Bi tiến lên trước, tí đứng sau. Tiền xe hậu pháo, ôi trời, ta bảo phải tiền xe hậu pháo mà. Rồi Bi vào nào. Vào. Tiền xe hậu pháo. Rồi tốt rồi, ruộng chính của Vi mất sạch dân rồi, tí đâu rồi, tí cung ở nhà chính của Vi giữa ruộng chính đang bắn đây rồi. Tốt thì vẫn sẽ trả giá bằng 10 đường dân ở chính của mình, vẫn 7 e là vào xích hết hai con chém này, xích hết hai con chém này. Đây là Vi, Y đằng nào mà chọc Y rất thích, rất thích. Gom chục con Y ra xiên vào hốc của vô thường. Vô thường có mắc xe à? Tim. Tôi cứ tưởng là các bạn không mắc. Thế đến giờ vào thường rồi. Thường ơi, mình lại đến đấy bạn ơi. Bạn ơi. Rồi, mình vào bạn ơi, đến giờ mình vào rồi. Rồi, chuẩn bị cú sút 11 mét. Dứt điểm. Vào. Như vậy là 2-1 cho các thủ phía BB Club trong trận đấu thứ 4. Vâng. Và dứt điểm 11 mét thành bàn và trận đấu đã kết thúc ở phút thứ 90.